Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10. Chiều nay kỳ họp tiếp tục tiến hành các nội dung quan trọng theo chương trình công tác. Phiên họp chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa vào sử dụng, kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện các sở ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi về các kết quả giám sát chuyên đề này. Nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong công tác thẩm định năng lực tài chính, kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư, việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, chấp thuận điều chỉnh chủ đầu tư dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, cần rà soát năng lực thực sự của chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện triển khai dự án, nghiên cứu đề xuất quy định tiêu chí cụ thể để rà soát thẩm tra năng lực thực chất của nhà đầu tư, có giải pháp tuyên truyền hướng dẫn các chính sách quy định của pháp luật về đầu tư đất đai, xây dựng quy hoạch, công khai cho các tổ chức cá nhân và người dân được rõ, tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành. Ủy ban phải chỉ đạo các sở chuyên ngành và chúng ta thành lập, có thể thành lập một cái tổ và trách nhiệm lớn hiện nay đó là sở xây dựng đang với vai trò là chủ đầu tư của các dự án trước đây, nhất là công ty vật liệu xây lắp Tân Ninh Nhà, với 33 dự án mà hiện nay trong hồ sơ là chỉ có tìm được là có 3 hồ sơ còn lại là 12 cái công trình là nhà thầu đã giải thể và không liên lạc được. Và không có hồ sơ. 18 cái công trình còn lại thì còn nhà thầu nhưng mà vẫn không có hồ sơ qua quá trình chuyển giao từ đơn này vị này qua đơn vị kia. Cho nên chúng ta phải có cái ứng xử một cách quyết liệt triệt để hơn. Nếu không thì thời gian đến là số lượng công trình này nó cũng không tiến triển mấy. Là có thể nói trong các năm vừa qua và đặc biệt 2 năm gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể ban thường vụ, hội đồng nhân dân cũng như ban cán sự ủy ban thì lãnh đạo thành phố đã cùng với các ngành nỗ lực cố gắng để đề xuất những vấn đề tháo gỡ khó khăn. Trong thời gian đến, lãnh đạo ủy ban một chất tiếp tục triển khai công tác thanh tra kiểm tra các dự án chậm đưa vào sử dụng, trong tập trung vào 699 dự án tổ chức và 172 dự án của cá nhân. Và ngoài cái việc mà chúng ta thực hiện việc thanh tra kiểm tra, chúng ta phải tổng rà soát thống kê kiểm kê đất đai năm 2014 theo đúng thông tư 27 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong chúng ta thực hiện thống kê kiểm kê về mặt đất đai, qua đấy sẽ đánh giá được các dự án, đánh giá được đầy đủ về thực trạng tình hình quản lý sử dụng đất đai, đề xuất được giải pháp với mức tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thì đây là một cái giải pháp tôi cho là mang tính toàn diện, cần thiết phải rà soát lại cái định mức phân bổ cho lĩnh vực y tế và giáo dục. Thì qua tiếp xúc, qua giám sát thì các anh chị là lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế giáo dục mà vẫn than là cái định mức phân bổ cho hoạt động là vẫn hụt. Và hụt cái này là dẫn đến là cái điều kiện hoạt động nó khó khăn, dẫn đến cái việc là thu nhập của anh em viên chức lao động khó khăn và như thế là cũng không giữ chân được những cái người có cái năng lực. Đặc biệt từ 1/7 năm nay thì luật thực hiện nhân chủ ở cơ sở đã có hiệu lực, thì việc điều chỉnh và hoàn thiện cái quy chế chi tiêu nội bộ vừa đáp ứng việc thực hiện nhân chủ ở cơ sở là một trong những bước tiến quan trọng để thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy chế này sẽ giúp cho các đơn vị có được một hệ thống quản lý chi tiêu rõ ràng, đúng quy định, đảm bảo sự minh bạch và đặc biệt là tránh các sai phạm trong việc sử dụng các nguồn tài chính. Chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc thứ nhất là sẽ chỉ đạo các sở ngành, nhất là đối với cả các đơn vị thuộc khối giáo dục, y tế thì sẽ tập trung hoàn thiện, bổ sung thêm cái chính sách xã hội hóa để mà Ủy ban thành phố báo cáo cho Hội đồng thành phố sẽ ban hành sớm bổ sung nội dung này. Một cái nữa là cái việc mà triển khai cái đề án 1488 về sắp xếp đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026 thì Ủy ban thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo để mà giảm cái số đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên là trong cái quá trình phát triển của thành phố thì đối với một số lĩnh vực như là trọng yếu mà thành phố cần tập trung phát triển như là bán dẫn, rồi trí tuệ nhân tạo, rồi trung tâm tài chính quốc tế thì Ủy ban thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành sẽ sắp xếp lại đơn vị công lập để mà phục vụ cho những cái nhu cầu phát triển mới này. Cũng trong chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu và tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách nhiệm vụ,
làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ và xử lý hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của pháp luật.